Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em gửi đến các bác mẫu xe đạp địa hình Merida được trang bị bộ đồ chuyển động là Shimano DOG, bánh 27,5 giảm xóc hơi của SR Santur, khung gương nước sơn nguyên bản, nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Toàn bộ phần khung của chiếc xe như các bác thấy trên hình là cấu tạo từ nhôm, đây là đi âm sườn. Toàn bộ dây được chạy âm sườn ngay ra hãng xe rất là nổi tiếng, rất là tốt. Đấy, những chiếc xe Merida này nó là nội địa của những cái nước phát triển, nên là chạy ở trong trong nước như Đài Loan hay là Nhật thì nó thường có những cái tem nó hơi mở. Đây em đăng kiểm, các bác có nhìn thấy em số đăng kiểm với cả biển số xe của mình. Chạy full bộ chuyển động Shimano DOG với 10 tầng líp và 3 tầng đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Mùi đĩa trục rỗng. Toàn bộ cốt yên này đến ghi đông của Phúc đều là nguyên bản của xe, nguyên bản theo xe, hay lắm. Có khóa trình giảm xóc ở trên tay lái, rất là sung tua, giảm xóc hơi. Đây là bộ tay bấm, trang bị bộ tay bấm của Shimano DOG và phanh dầu, những phanh dầu của Shimano. Bánh 27,5 máy Novatec bi vòng, em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Xa chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Và chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m61-62 đến khoảng 1m75 đi phù hợp. Một chiếc xe mang cấu hình rất là cao như này, bên em đang bán mức giá chỉ có là 11.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975.09.943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ở nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.